Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Hoàng Vân Cốc, trong hồ không có lấy một tia nước chảy, cả hồ đều bị đóng băng rồi. Cố Thanh Sơn các hạ, tôi đã mất đi tọa độ địa lý vị trí của ngài. Không sao, đây là một không gian trùng lập, mất tọa độ rất là bình thường. Mặc dù đóng băng rồi, nhưng xem ra không có chỗ nào kỳ lạ hết. Các ngươi là ai? Hai người các ngươi là ai? Những kẻ vô cùng bất lịch sự, vừa nãy còn dẫm lên mặt của ta. Đợi sau khi ta ra ngoài, nhất định là sẽ ăn sạch hai người các ngươi. Những quái vật này là cái gì? Bọn họ đều là những người đã chết, đến từ địa ngục hàn băng của Hoàng Tuyền. Cái hồ này là địa ngục. Không, nơi này chỉ là một góc của núi băng của địa ngục hàn băng. Mặc kệ nó là vong hồn hay là cái gì, cứ giết là được rồi. Khốn nạn, các ngươi muốn làm cái gì? Bỏ cái chân của ngươi ra. Xem ra thực lực của mấy tên này cũng chả ra làm sao. Không phải vậy đâu, những vong hồn mạnh mẽ đã phá vỡ lớp băng mà rời đi. Những vong hồn còn ở đây đều là những vong hồn bình thường mà thôi. Còn nữa, cậu chỉ có thể đánh vong hồn, nhưng không có cách nào có thể giết chúng hoàn toàn. Đợi ta ra ngoài rồi, ta nhất định là sẽ giết các người. Vậy chúng ta có thể thoát khỏi cái địa ngục hàn băng này không? Không thể, cả thế giới này sẽ biến thành địa ngục. Không một ai có thể thoát khỏi nó cả. Nhân loại tồn tại ở hành tinh này đã 2.000, đã 27.000 năm. Trước nhân loại ít nhất là vẫn còn 3 kỷ nguyên nữa. Kỷ nguyên cự nhân, kỷ nguyên ma nhân và kỷ nguyên hỗn loạn chưa được xác định nữa. Bao gồm cả nền văn minh nhân loại trong đó. Cái ác của cả 4 kỷ nguyên này đều sẽ tỉnh lại ở đây. Cho dù chúng ta có thể đánh thắng chúng, bọn chúng cũng có thể hồi phục rất nhanh chóng. Người chơi đã tận mắt nhìn thấy địa ngục hàn băng, chứng minh phán đoán của bản thân. Nhiệm vụ tình tiết ngài tận thế hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ: lúc người chơi tu sửa kiếm chiều âm, có thể dùng hồn lực tăng tốc độ sửa chữa. Chỉ dựa vào mỗi nhân loại, không thể nào đánh thắng được người chết của địa ngục hàn băng. Mời người chơi tiếp tục tìm kiếm manh mối trong hồ, nhận được nhiều tình báo hơn. Đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm manh mối ở đây. Kỳ lạ, miếng băng ở đây đâu mất rồi? Nó đi rồi. Nữ thần công chính, tôi cần cô tìm một miếng băng cực lớn. Có lẽ nó đã biến thành thứ khác, nhưng bản chất của nó vẫn được làm từ băng. Vâng, tôi sẽ dốc toàn lực để tìm kiếm. Dưới sự hỗ trợ, dưới sự nỗ lực của Hoàng đế Phục Hỷ, vương giả mạnh nhất địa ngục hàn băng đã rời khỏi nơi này. Vị vương giả này đưa theo thuộc hạ của mình đã bắt đầu hành động. Dưới sự nỗ lực của Hoàng đế Phục Hỷ, vương giả mạnh nhất địa ngục hàn băng đã rời khỏi nơi này. Vị vương giả này đưa theo thuộc hạ của mình đã bắt đầu hành động. Mục tiêu của nhiệm vụ: ngăn cản bước tiếp theo trong kế hoạch của Hoàng đế Phục Hỷ, làm chậm sự lây lan của địa ngục hàn băng. Phần thưởng của nhiệm vụ: quân tiếp viện từ Hoàng Tuyền sẽ đuổi đến nhân gian, cùng chống lại địa ngục hàn băng với nhân loại. Nhắc nhở nhiệm vụ: khi sinh mạng chết đi sẽ sinh ra tử khí sẽ đẩy nhanh tốc độ lây lan của hàn băng. Thì ra có quân cứu viện, không biết là quân cứu viện này như thế nào. Không thể nào thương lượng với bọn chúng, cố gắng chung sống hòa bình hay sao? Không thể, bọn chúng ăn linh hồn của người sống mới nhận được năng lực của người chết mạnh nhất, ăn càng nhiều thì sẽ càng mạnh. Trong mắt của bọn chúng ta chỉ là đồ ăn, căn bản không có quyền được đàm phán. Đó là cái gì? Nhìn tởm vãi.
linh hồn sống. Tôi cần phải sắp xếp chút việc cho Lữ Thần Công Chính, cậu lên trước đi. Tôi chưa từng đối phó với quái vật mạnh như thế này ở ngoài trò chơi đấy. Thú vị thật. Ta phải cho ngươi biết sự đáng sợ của nhân gian này. Làm cho ngươi hối hận vì đã từ địa ngục đến đây. Làm cho ngươi hối hận vì đã từ địa ngục đến đây. Hóa ra chỉ nhìn thấy gớm, chứ vốn chẳng có tí thực lực nào. Nó có thể hồi phục. Thịt. Thịt sống. Hắn là của ta, đừng có giành. Một đám tạp nham cũng muốn ăn ta. Toang rồi. Khó làm hơn so với tưởng tượng đấy. Chỉ đánh mấy bộ phận của nó là không đủ đâu. Bắt buộc là phải giết nó hoàn toàn. Nó mới chìm vào giấc ngủ trong băng. Tôi làm chủ công, cậu hỗ trợ tôi. Được. Để tôi cho anh thêm ít nữa. Mật kiếm. Đoạn thủy niêu. Lần này giải quyết hẳn chưa? Nó đã chết hoàn toàn rồi, muốn hồi phục lại cần thời gian rất dài. Những quái vật thế này đều ra ngoài rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Sau này nhân loại phải làm sao đây? Chuyện này để sau hãy nói vậy, bây giờ chúng ta lập tức xử lý cái hồ băng này. Nó chỉ xuất hiện một chút, vẫn chưa lan rộng, miễn cưỡng có thể kiểm soát được. Các ngươi làm cái gì cũng vô ích thôi. Đừng lãng phí sức lực nữa, bọn ta đã chết một lần rồi, sẽ không bị giết chết nữa đâu. Ngài Cố Thanh Sơn, quyền kiểm soát của đế quốc Phục Hy đã được Hoàng hậu ủy quyền cho tôi. Hạm đội tinh không đã đến trên bầu trời của đế quốc Phục Hy rồi, nhưng tôi không thể nào xác định vị trí chính xác của ngài được. Không sao, tôi cho cô một tín hiệu. Một tiễn xuyên mây, nhất tiễn xuyên vân. Ngàn quân vạn mã đã đến. Phát hiện vị trí của ngài Cố Thanh Sơn rồi. Hạm đội tinh không đợi nhất liên bang đến báo cáo. Tất cả đã chuẩn bị xong. Mời Cố Thanh Sơn các hạ rời khỏi hiện trường. Chúng ta đi rồi. Những quái vật này phải làm sao? Đã sắp xếp hết rồi. Sao lại có nhiều chiến hạm đến đây thế này? Tên nhóc đó muốn làm cái gì? Sợ cái gì? Công nghệ của nhân loại không giết được chúng ta đâu. Chuẩn bị tăng tốc thoát khỏi lực hút của hành tinh này, tiến ra ngoài vũ trụ.
Cố Thanh Sơn, anh đúng là một thiên tài. Không còn cách nào khác, ai bảo mấy tên này giết không chết chứ. Nếu không ngoài ý muốn, Hồ Băng sẽ luôn bay trong vũ trụ, hoặc là bị quái vật vũ trụ nuốt chửng, bị tiêu hóa trong dạ dày của bọn chúng. Tóm lại mấy tên phiền phức này sẽ không có cách nào quay lại đây được. Đế quốc Phục Hy giao cho Trương Anh Hào phụ trách đi. Hai người chúng ta đến Liên bang Tự do một chuyến. Tôi có một cảm giác, Liên bang Tự do sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Được. Anh đang xem cái gì vậy? Tổng thống, tôi muốn xem ông ta có phải là bản sao hay không. Đáp án của anh là gì? Người trên TV không phải là bản sao mà là tổng thống thật. Chú ý nhìn ánh mắt của ông ấy đi, ký ức của bản sao sẽ có vấn đề, thỉnh thoảng sẽ có chút gián đoạn nhỏ trong suy nghĩ. Nhìn từ bên ngoài, đồng tử của ông ta thỉnh thoảng sẽ bị giãn ra một cách không tự chủ được. Đây là biểu hiện sinh lý của nhân loại khi tư duy bị gián đoạn. Hơn nữa, tôi đã phân tích dữ liệu thử nghiệm của Xương Quân, kết hợp với tình huống Tổng thống bị ám sát. Tôi cho rằng bản sao của Tổng thống đã dùng hết rồi. Bởi vì không còn bản sao, vì vậy Tổng thống chỉ có thể đích thân xuất hiện. Niêu Hành, hay là ông đi nghỉ một lát đi. Quầng thâm mở mắt của ông đã thâm lắm rồi đấy. Thâu mấy đêm mà không thôi. Không cần phải gấp. Lụ cười này, có gì đó không đúng. Lão Niêu, Tổng thống trước mắt chúng ta, có lẽ thực sự có vấn đề.